Thanh toán học phí không dùng tiền mặt hiện đang được triển khai rộng rãi tại các đơn vị nhà trường bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và nhiều tiện ích vượt trội. Phụ huynh với rào cản quỹ thời gian eo hẹp, công việc bận rộn sẽ không còn lo trễ hạn nộp học phí do quên sót, đồng thời có thể dễ dàng thực hiện thanh toán ở bất cứ đâu. Ứng dụng SISAC phụ huynh với nhiều tính năng hữu ích sẽ hỗ trợ các anh chị có thể thanh toán học phí không dùng tiền mặt mọi lúc mọi nơi vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Chỉ với một chiếc điện thoại thì phụ huynh có thể nhận thông báo đóng học phí tức thời từ nhà trường, nộp học phí nhanh chóng, lựa chọn linh hoạt các hình thức phù hợp với mình như là quét mã QR, ví điện tử hay là thanh toán qua các thẻ nội địa, thẻ quốc tế, vân vân. Việc thực hiện các giao dịch thanh toán thông qua SISAC phụ huynh thì vô cùng đơn giản, nhanh chóng. Để đóng học phí trực tuyến cho con trên SISAC phụ huynh, anh chị thực hiện như sau. Hàng tháng khi mà có được thu học phí thì nhà trường sẽ gửi thông báo trực tuyến đến cho phụ huynh. Ngay lập tức thì phụ huynh sẽ nhận được thông báo chi tiết các khoản thu của con ở trên ứng dụng SISAC. Phụ huynh nhấn xem thông báo hoặc là đăng nhập vào ứng dụng SISAC, chọn học phí để theo dõi thông tin tiền học của con. Tại đây thì phụ huynh có thể xem được tổng số tiền còn phải thanh toán, số tiền của từng đợt thu cũng như là chi tiết đến từng khoản thu trong đợt. Phụ huynh cũng có thể tích chọn linh hoạt khoản thu muốn đóng để phù hợp với điều kiện tài chính hiện tại. Nhấn thanh toán hoặc là thanh toán nhiều đợt để nộp tiền học cho con. Trong các phương thức thanh toán mà nhà trường đang áp dụng thì anh chị lựa chọn cái hình thức phù hợp với mình và thực hiện thanh toán như sau. Cách 1 là thanh toán qua quét mã QR. Chọn phương thức thanh toán là quét mã QR, chọn lưu mã QR để tải mã về máy của mình hoặc là anh chị có thể chụp màn hình. SISAC sẽ tự động hiển thị các ứng dụng ngân hàng đang có sẵn ở trên điện thoại của mình để anh chị lựa chọn nhanh và tiếp tục thanh toán. Hoặc anh chị có thể chọn thanh toán trên ứng dụng ngân hàng khác trong danh sách dưới đây. Nhấn vào mục quét mã QR, chọn ảnh đã lưu ở bước trước. Anh chị kiểm tra lại các thông tin của màn hình thanh toán, chọn tiếp tục và nhập mã xác thực OTP để hoàn tất thanh toán tiền học cho con. Cách 2 là thanh toán qua ví điện tử Momo, ZaloPay hay Viettel Money, vân vân. Ví dụ ở đây là khi phụ huynh sử dụng ví điện tử Momo để thanh toán tiền học cho con, SISAC sẽ tự động chuyển sang ứng dụng ví điện tử Momo và lấy lên thông tin được thu của con. Anh chị kiểm tra lại các thông tin ở màn hình thanh toán và nhấn xác nhận cũng như là nhập mã OTP để hoàn tất thanh toán tiền học. Cách 3 là thanh toán qua thẻ nội địa ATM hoặc là thẻ quốc tế. Chọn phương thức thanh toán là thẻ nội địa, thẻ quốc tế, nhập thông tin trên thẻ vào các ô theo hướng dẫn, sau đó chọn thanh toán để hoàn tất thanh toán tiền học cho con. Cách 4 là thanh toán qua chuyển khoản. Lựa chọn phương thức thanh toán là chuyển khoản qua ngân hàng. Màn hình sẽ hiển thị mã QR hoặc là thông tin giao dịch chuyển khoản. Anh chị cần nhấn sao chép thông tin ngân hàng thụ hưởng, số tài khoản cũng như là số tiền và nội dung. Sau đó thực hiện chuyển khoản thông thường trên ứng dụng mobile banking mà anh chị đang sử dụng. Ngoài ra thì phụ huynh còn có thể thanh toán trên các ứng dụng mobile banking mà nhà trường cho phép thu hộ, ví dụ như là tại một học phí trên ứng dụng BIDV Smart Banking. Sau khi hoàn tất thanh toán thì ứng dụng SISAC sẽ gửi thông báo xác nhận và được thu sẽ được chuyển sang trạng thái đã thanh toán. Có thể nói việc áp dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trên SISAC sẽ giúp cho công đoạn nộp học phí trở nên dễ dàng, minh bạch và hiệu quả. Kính mời phụ huynh trải nghiệm ngay hôm nay và chúc anh chị thực hiện thành công.